Hello mọi người, xin chào mọi người, mình là Tammy đây và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tammy TV của mình. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp luôn, không những đẹp trời mà cũng là một ngày rất là đẹp trong tháng. Nên là mình sẽ làm một cái video liên quan đến chủ đề là hiểu về cái nhân tướng và làm thế nào để có thể là làm cho mình ngày càng xinh đẹp hơn. Và bắt đầu nhá. Hiện nay thì có rất nhiều người, mình nghĩ là rất nhiều người đều rất là quan tâm về cái việc là tức là mình quan tâm về vấn đề ví dụ như là nhân tướng của mình như thế nào để có thể là có phúc khí hơn, có thể có tốt hơn và làm thay đổi cuộc sống của mình nhiều hơn. Ví dụ chúng ta hay quan tâm rất là nhiều về ví dụ như là làm mũi để cho cao hơn, để đẹp hơn này, làm môi này, làm má này, làm cằm này, rồi làm lông mày, rồi cắt mí mắt, rồi sửa ngực, sửa mông, rất là nhiều vấn đề liên quan đến thẩm mỹ ở cái phía bên ngoài, đúng không, để cho làm cho mình cảm thấy là ngày một xinh đẹp hơn, làm một tự nhiên hơn. Nhưng mà trong nhân tướng học á, những cái phần đó chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái gọi là nhân tướng học. Bởi vì nhân tướng học thì nó sẽ có 4 phần chính. Và những cái mà bạn đang làm và đang tìm hiểu ở ngoài kia phương pháp làm đẹp như thế nào thì nó chỉ là một phần thôi. Trong nhân tướng học thì được chia, hiểu sâu sắc thì sẽ có 4 phần chính mà các bạn có thể hiểu. Thì những cái video này nó mang tính chất cá nhân của mình, thông qua những cái hiểu biết của mình, thông qua việc học những người thầy, qua đọc qua sách vở, đọc qua những cái tài liệu. Và mình thấy là cái này nó rất là hợp lý luôn. Và nó cũng gặp mình cũng gặp rất là nhiều trong cuộc sống, nên là mình sẽ chia sẻ cái video này trên quan điểm cá nhân, hy vọng là được mọi người đón nhận. Thì chúng ta biết là để hiểu được một con người, để hiểu được cuộc đời của họ có vui, sướng, hạnh phúc hay đau khổ thì nó bao gồm nhiều yếu tố, và trong nhân tướng học thì được chia làm 4 phần. Những phần mà chúng ta hay tìm hiểu hoặc là hay đi xem tướng ở bên ngoài, nó liên quan đến bộ vị rất là nhiều. Thông thường mọi người hay tìm hiểu cái việc giống như là tìm hiểu về nhân tướng học của con người, rồi phong thủy trên khuôn mặt hoặc là phong thủy của người đó, thì mọi người hay nghĩ về, hoặc là các thầy tướng thì thường hay nói về bộ vị ở bên ngoài. Bộ vị ở đây có thể hiểu đó bao gồm là mắt này, mũi này, tai, miệng, gò má, lông mày, trán. Đó, những bộ phận liên quan đến khuôn mặt thì được gọi là bộ vị. Và thường khi chúng ta đi coi bói ở ngoài hoặc là đi xem tướng đi, thì các thầy cũng hay phán về ví dụ như cô này có cái mũi như thế nào tốt này, gò má ra sao này, môi như thế nào này, nhân trung ra làm sao, rồi trán như thế nào, lông mày như thế nào. Thì đó, thì chúng ta sẽ thường quan tâm và tìm hiểu về những vấn đề đó. Cái đó được gọi là bộ vị nói chung. Và thường các thầy tướng cũng xem về cái bộ vị này. Để hiểu sâu sắc hơn về nhân tướng thì chúng ta nên hiểu một rõ là đây chỉ là một phần. Ví dụ như các bạn hình dung, là mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ như một cái cây. Cái cây thì khi người ta nhìn vào cái cây, người ta sẽ thấy gì? Hoa này, lá này, cành là nhiều rồi. Đó, đó là những cái gọi là bộ mặt của cái cây. Thì chúng ta hiểu là bộ vị của con người, tức là những cái mà mình vừa mới nói ấy, thì nó cũng giống như là cái cây. Cái cây nó bao gồm cành, lá, hoa. Thì mình đang tìm hiểu về những cái đó. Nhưng bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như cái cây đấy nó bị sâu. Ví dụ một cành nó bị sâu, một cái lá nó bị sâu hoặc một cái quả nó bị sâu đi chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thường thì chúng ta hãy nghĩ đến cái việc giải pháp là nhanh nhất và tiện lợi nhất, và có thể nhìn cho cái tổng quan nó hài hòa nhất, là đó là dùng kéo cắt cái phần sâu đó đi, đúng không? Dùng kéo cắt cái quả sâu hay cái cành lá sâu đó đi. Thì nó làm cho cây cố nhìn có vẻ đẹp. Thì cũng giống như chúng ta làm những cái hành động hoặc một cái hoạt động gì đó làm thay đổi cái bộ vị, ví dụ như là làm lông mày, cắt mí hoặc là nâng mũi, ví dụ như vậy. Thì cũng giống như cái việc mà chúng ta dùng cái kéo chúng ta cắt. Bây giờ mình đặt một câu hỏi đặt ra, đó là nếu như cái cây đó nó bị sâu, bạn cắt cái cành đó đi, thì cái khả năng cái cành đó, cái cành sâu đó hoặc cái quả sâu đó nó có thể mọc lại nữa hay không? Các bạn nghĩ như thế nào? Và tất nhiên câu trả lời là có, bởi vì chúng ta chưa có sửa ở gốc rễ mà chúng ta mới sửa ở bên ngoài. Cái thân cây nó bị sâu, cái cành lá nó bị hư, cái quả nó bị sâu, thì cái vấn đề nó nằm ở cái phần thân, phần rễ. Nên là nếu mà chúng ta muốn sửa thì phải sửa từ bên trong, chứ không phải là sửa cắt đi thì nhìn có thể là đẹp thật, nhưng có thể là một vài ngày sau, một tháng sau, một năm sau, vài tháng sau, nó sẽ mọc lên những cái cành lá sâu khác, và có thể nó lây lan ra nhiều cành lá sâu hơn. Như vậy thì bạn
hình dung bạn suy ra đó là khi mà chúng ta cố gắng sửa những cái hình tướng ở bên ngoài rất là nhiều nhưng mà chúng ta không sửa vào gốc rễ, thì liệu bạn có thực sự cải vận được số mệnh của bạn hay không? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải suy nghĩ và đặt ra rất là nhiều. Thì sau này khi mà mình tìm hiểu về nhân tướng học á, thì mình mới hiểu những cái sách viết về những cái này nó chỉ là một phần thôi, một phần rất là nhỏ trong cái tổng quan về về nhân tướng. Bởi vì sao? Có những người có những cái gọi là cái mũi rất là đẹp, cái môi rất là xinh, cái mắt la liễu, rồi tóc tai gò má nhìn tổng quan khuôn mặt rất là đẹp như vậy, tại sao mà cái người này vẫn có cái số phận nó không được gọi là may mắn, được hạnh phúc, mà có những người có thể là họ không xinh đẹp hoặc là cái tướng của họ không đẹp, là đẹp lắm, nhưng mà tại sao họ vẫn có cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn? Thì cũng rất là giống như nhiều bạn hỏi trong này á, chị nói là mũi cao, những người mũi cao thì số như thế nào đó, rồi thế thì những người mũi không cao thì sẽ không được như thế à, và hạnh phúc hoặc là cuộc sống của mình phải do mình nắm vững hoặc nắm giữ, đúng không? Tức là có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi, các bạn có thể xem trong những cái comment ở những cái video nói về beauty care hoặc là nói về nhân tướng của mình, thì những điều bạn nói hoàn toàn đúng. Tại sao bạn nói câu đấy? Bởi vì thực sự là cuộc sống của mình có rất là nhiều người gặp, các bạn gặp phải những người như thế, đúng không? Nên là cái việc đặt những câu hỏi như thế là hoàn toàn đương nhiên. Nên là mình cũng, bản thân mình cũng đặt, ủa vậy thì những người xấu là sao, họ có lỗi gì à? Hoặc là những người xinh đẹp như kia tại sao mà họ làm những cái hành động bất thiện hoặc là làm không tốt như vậy, mà tại sao họ vẫn có vẻ là cảm thấy là mọi người được yêu quý, rồi là xinh đẹp như thế này thế kia. Thì tất nhiên câu hỏi đó mình cũng giống như các bạn, mình cũng đặt tương tự như câu hỏi, và mình đi tìm những cái câu hỏi đó, tìm những cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Vậy thì chúng ta thực ra chúng ta chỉ mới tìm hiểu được một phần gọi là lá cây ở trên cành cây, ở trên cái cây đó thôi. Vậy thì phần thứ hai rất là quan trọng trong nhân tướng, đó là phần thứ hai, hay các bạn hình dung đơn giản đó là cái thân cây đó, các thầy tướng sẽ gọi đó là, trong nhân tướng học sẽ gọi đó là gân, xương, cốt cách. Cái thân cây nó rất là quan trọng. Các bạn có thể chặt hết lá cây, đúng không? Chặt hết cành cây, nhưng còn thân cây thì nó vẫn mọc lên được những cái thân mới, những cái cành cây mới, những cái lá cây mới. Như vậy thân xương nó được gọi là cái phần thứ hai, cái thân cây nó được gọi là thân xương và cốt cách. Cái này nó rất là quan trọng. Bạn có một cái bộ vị thiệt là đẹp, cái ngoại hình thật là đẹp, nhưng mà cái gân không chắc, xương, gân xương không chắc, lúc nào cũng yếu. Rồi cốt cách, nó, thân xương nó chính là cái cốt cách của bạn ấy. Cái cốt cách của bạn mà lúc nào giống như là xinh đẹp nhưng mà lúc nào cũng yếu đuối, mỏng manh, hoặc là bệnh tật ốm đau. Như vậy thì dù cái bộ vị có đẹp cỡ mấy nhưng mà cái thân xương, cái cốt cách nó không ổn, đó cũng là một vấn đề, đúng không? Đó cũng là lý do mà tại sao người xưa người ta hay nói là luyện gân xương cốt cách như thế nào, đi đứng nằm ngồi vững chãi, từ cái dáng đi, cái tư thế đi, cái cách mình ngồi, cách mình nói chuyện, nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Nên là chúng ta không chỉ tập trung vào những cái gọi là bộ vị, những cái gọi là hình tướng bên ngoài, mà chúng ta cũng phải tập về cái gân xương, cái cốt cách của mình, sao cho nó vững chãi, sao cho nó đẹp, sao cho nó tốt, nó cốt cách nó vững, thì nó sẽ cải thiện một phần cuộc sống của bạn. Một phần thứ ba mà trong nhân tướng học á, mà các thầy mà nghiên cứu chuyên sâu á, nó sẽ có một cái phần đó là liên quan đến cái thân, sau cái thân cây sau đó là gì, đó là rễ cây, đúng không? Rễ cây ở đây chính là gì theo các bạn? Rễ cây có quan trọng không? Cực kỳ quan trọng, bởi vì rễ cây là mang những cái gọi là cái nguồn sống để nuôi sống cái cây. Cái cây mà chặt rễ đi thì làm sao mà sống được? Như vậy rễ cây đây chính là gì? Rễ cây ở đây á, các bạn có thể hiểu đó chính là cái giọng nói và ánh mắt. Một người có cái nhan sắc vô cùng xinh đẹp nhưng mà cất lên một cái giọng nói không hay, người ta nghe người ta đã thấy là vô cùng chói tai, hoặc là người ta nghe người ta cảm thấy như là muốn khóc ấy, nức nở lên ấy. Thì bạn nghĩ là liệu cái cuộc đời hoặc cái người đấy liệu có thực sự có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn hay không, hoặc là cuộc đời của họ có nhiều sóng gió, hay là chỉ là, hay là lúc nào cũng gọi là trải thảm hoa hồng. Nên là cái phần mà dễ này cực kỳ quan trọng. Nên là cái phần luyện về ánh mắt và luyện về giọng nói cũng vô cùng quan trọng. Mình sẽ làm những cái video khác để hướng dẫn các bạn luyện về đi đứng nằm ngồi như thế nào. Nói ghê quá, nói về gân xương cốt cách đi, hoặc là nói về cái luyện giọng nói cũng rất là quan trọng. Tại sao mà có những người họ, các bạn nghe đúng không, cất giọng lên một cái tự dưng kiểu giống như muốn tan chảy, bởi vì giọng quá hay,
quá truyền cảm, quá nhẹ nhàng. Nhưng cũng có người cất giọng lên, mặc dù cái khuôn mặt rất là xinh đẹp, nhưng cất giọng lên mình chỉ muốn chạy đi thật là xa thôi. Mình đã gặp rất là nhiều giọng nói khi giọng quá cao, hoặc là giọng quá the thé đi. Hoặc là bạn có tin không, mình gặp những cái người giọng nói giống kiểu nói là cái tông quá cao và kiểu như là muốn khóc ấy. Mình không biết là người này đang nói cái gì hết, nhưng mà giọng mình nghe xong mà mình kiểu không muốn nghe tiếp nữa, bởi vì giống như là muốn khóc nức nở. Mình không biết các bạn đã từng nghe cái giọng này chưa. Và những người có những cái người giọng có thể là trầm ấm hoặc là thanh thoát, mà mình nghe xong mình cảm thấy rất rất là thích thôi. Không cần người đấy phải xinh đẹp, không cần phải mỹ miều như thế nào, nhưng mà chỉ cần nghe cái giọng đấy thôi, mình cảm thấy là rất là xuôi tai, mình cảm thấy rất là hay rồi. Mà cũng cái giọng đó mà thốt lên những cái lời mà lời hay ý đẹp thì cực kỳ là hay. Nên là các bạn thấy là cái rễ cây có quan trọng không? Cái giọng nói và ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người ta nhìn vào mắt một người, người ta biết người đấy có cái khí chất hay không. Nhìn vào ánh mắt của người đấy, họ có thông minh hay không, nó toát ra cái sự tinh anh nhanh nhẹn hay không. Có những người mắt thì nhìn kiểu lờ đờ, nên là cái tướng mắt cũng rất là quan trọng, cực kỳ là quan trọng luôn, chứ không phải là rất quan trọng nữa. Nên là nhiều khi người ta chỉ cần nhìn vào cả ánh mắt và nhìn vào giọng nói, người ta biết được cái cuộc đời của người ta như thế nào. Chứ không chỉ là cái ví dụ như bạn đi sửa mũi, đi sửa môi, sửa mặt, sửa gọt cằm các kiểu, nhưng mà cái giọng nói các bạn không luyện tập, cái cốt cách các bạn không luyện tập, cái ánh mắt các bạn không luyện tập, thì làm sao mà các bạn có thể gọi là thay đổi được hoàn toàn cái cuộc sống của mình? Mà tại sao mình đi sửa rồi mà mình cứ khổ hoài vậy? Đó, cái điều đó có quan trọng không? Cực kỳ quan trọng ấy, là khi mà hiểu về nhân tướng học ấy, các bạn phải tìm hiểu rất là sâu, thật là kỹ. Và tại sao người ta nói là mình có thể cải vận được, mình có thể thay đổi được số phận của mình, hoàn toàn được, cái điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà lý do tại sao có người đổi vận được, có người không đổi vận được thì mình sẽ làm giải thích kỹ hơn cho bạn trong một cái video sau. Cái video này thì mình muốn làm cho bạn tổng quan, các bạn hiểu hết được. Và một phần quan trọng nữa, hôm mình mới nhắc đến 3 phần thôi đúng không? Phần thứ tư mình muốn nói đến là bạn biết là cái bộ rễ cây nó rất là lớn, nó bao gồm rễ lớn về cả và cái rễ nhỏ. Thì cái mình nói là cái giọng nói và ánh mắt nó là những cái chùm rễ nhỏ xung quanh. Như vậy nó có một cái rễ chính nữa, đó là gì? Các bạn có đoán được đó là gì không? Mà cái rễ nó rất là quan trọng. Nếu mà mất cái rễ chính, mất cái rễ lớn thì khả năng cái cây nó sẽ chết luôn. Đó. Đó là gì hả các bạn ơi? Đó chính là hành vi và thái độ sống. Bạn có đẹp cỡ mấy mà bạn có hành vi và thái độ sống không tốt, coi thường người khác, thì thực sự là bạn không thể cải vận được cái số mệnh của bạn. Bạn biết là rất là nhiều người xinh đẹp, đặc biệt là trong showbiz đúng không? Bạn thấy là cái bộ vị của họ, có thể là họ đi sửa cho đẹp, cho hợp với phong thủy, cái thần thái hoặc là cái ví dụ giọng nói các thứ ấy, nó rất là ok đúng không? Bởi vì họ học và họ luyện, nhưng mà cái hành vi và thái độ sống của họ, họ có cái sự canh tức, ghen tức, có họ sự gato, có họ có sự đố kỵ, họ có sự kiểu như sân si, thích được khen chê, và khi mà ai đó nói thì họ lập tức kiểu nổi cơn tam bành, nổi điên lên. Và có những kiểu bóc phốt, có những cái trường hợp như kiểu dựng chuyện nói này nói kia, thì cái đấy nó quá nhiều trong showbiz đúng không? Các bạn chúng ta xem thường ngày rất rất là nhiều. Vậy thì chính cái hành vi và thái độ sống của họ như vậy thì đã làm cho cái cuộc sống của họ nhiều khi gian truân hơn, vất vả hơn, khổ sở hơn rất là nhiều. Nên là khi mà đi sâu nghiên cứu về nhân tướng học ấy, khi mà hiểu sâu về cái đó thì chúng ta phải hiểu đó là khi mà chúng ta muốn sửa đổi cái vận mệnh của mình thì cần phải sửa đổi nó từ gốc rễ. Sửa đổi từ cái rễ, từ cái hành vi, từ thái độ sống của mình. Sau đó sửa đổi về những cái rễ nhỏ, đó là ánh mắt, giọng nói của mình luyện tập sao. Rồi gân xương cốt cách của mình, đi đứng, đi lại, nằm ngồi, cử chỉ, hành động nó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta mới quan tâm về cái bộ vị, về những cái này. Bởi vì người ta nói là tâm sinh tướng, không phải là sai đâu. Khi mà bạn sửa được từ cái gốc rễ, từ cái thân cây thì tự động cái bộ vị của bạn sẽ thay đổi. Đó gọi là tâm sinh tướng. Một người mà có cái tâm ác thì không thể nào mà có một cái khuôn mặt gọi là hài hòa, cân đối, dễ nhìn. Chuyên làm việc ác thì thực sự là kiểu như giết người, hay là hoặc là không cần giết người nữa, làm những cái việc ác xấu, cướp bóc đi, hoặc là nghiện hút, hoặc là nói chung là làm những cái việc mà không tốt, thì không thể đưa ra một cái bộ vị, không thể đưa ra một cái gọi là cái khuôn mặt mà gọi là người ta dễ nhìn hoặc dễ cảm mến được. Có khi nhìn mà người ta khóc thét lên rồi. Ví dụ như điển hình như các bạn có thể thấy cái trường hợp vừa rồi là cái vụ mà
nữ sinh đi giao gà bị giết, thì những cái hung thủ các bạn nhìn thấy là các bạn muốn chạy mất dép rồi đúng không? Tại vì nhìn thấy toát lên cái thần khí vô cùng là thấy gọi là, nói sao nhỉ, nhìn mặt đã thấy muốn sợ, đêm nằm ác mộng rồi. Toát lên cái thần khí là kiểu của kẻ giết người, rất là ác độc vây quanh, không biết dùng từ nào nữa. Nhưng mà nhìn thấy các bạn, đấy là cái ví dụ rất là điển hình. Và có rất là nhiều ví dụ khác. Nói chung là lên báo công an ấy, thì thấy những cái khuôn mặt của những cái kẻ giết người ấy, thì cái bộ vị nó toát ra những cái đấy là giống như là cái quả nó toát ra rồi. Nếu gieo cái hạt thì nó phải có quả đúng không? Quả nó toát ra, trời ơi, nguyên cả cái khuôn mặt nhìn thấy ra muốn sợ rồi. Có những người tự dưng mình nhìn vào mình cảm thấy bất an ấy. Hoặc có những người mình chưa gặp bao giờ, hoặc người ta cũng chưa làm gì xấu này cả, nhưng mà nhìn mình cảm thấy rất là sợ đúng không? Và có những người mình nhìn một cái mình cảm thấy, ôi, mình cảm thấy rất là gặp nhau từ nhiều kiếp trước hay là vô cùng thân thiện gì đấy, mà nhìn mà cảm thấy thích nói chuyện rồi, mặc dù là người ta chưa cất giọng, người ta chưa làm cái gì hết. Đấy là những cái kiểu như kiểu sét đánh ấy, các bạn thấy à? Có những người phụ nữ, có những người họ chỉ cần bước đi thôi, chỉ nhìn cái dáng đi của họ, hoặc là họ chỉ cần cất giọng nói lên, hoặc là họ chỉ cần một ánh mắt của họ, một cái cử chỉ thanh thao của họ đã làm cho bạn tan chảy rồi. Chứ không cần nói. Tại vì nếu người ta không có cốt cách, người ta sẽ không làm được như vậy. Người ta không có gọi là những cái hành vi và thái độ sống tốt thì họ không thể cư xử được như vậy đâu. Thôi, video cũng dài rồi, mình đó thì mình đưa cho bạn 4 phần. Đó là một cái ví dụ về một cái gọi là một cái cây cho bạn dễ hiểu. Phần thứ nhất nó bao gồm bộ vị mắt, mũi, miệng, gằm, cằm, gò má, trán, lông mày. Đó là những cái gọi là bộ vị, đó là chính là lá cây và cành cây. Cái phần thứ hai đó chính là thân cây, đó chính là gân, xương, cốt cách. Phải luyện như thế nào để cho gân, xương, cốt cách thật là vững. Phần thứ ba chính là rễ cây, rễ nhỏ, đó bao gồm giọng nói và ánh mắt. Phần thứ tư đó là phần rễ chính hay là rễ cây, nó bao gồm hành vi và thái độ sống. Khi mà nhìn vào tổng quan được một con người, để có thể nói được cuộc đời con người đấy như thế nào, thì người ta phải nhìn vào cái câu chuyện của người đấy kể khi mà họ như thế nào, chứ không phải là chỉ nhìn vào cái mắt đấy mà suy ra người này thế này, nhìn vào cái mũi đó suy ra người kia thế kia, kết luận cuộc đời họ như thế nào. Mình không kết luận được đâu. Nhưng mà các bạn phải nhớ là bộ vị tâm sinh tướng, để có được những cái đó thì bạn cần phải luyện tập những cái gì. Thì khi bạn luyện tập được rễ cây, thân cây, gân xương, cốt cách, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, hành vi và thái độ sống, thì tự động những cái gọi là bộ vị và những cái ở bên ngoài của bạn nó sẽ thay đổi. Và tự dưng bạn thấy cuộc đời của bạn nó thay đổi, nó có những cái may mắn đến hơn, và có những thứ bạn không bao giờ giải thích được. Và có những người thiệt là xinh đẹp, bộ vị thật là xinh, nhưng mà những ba cái phần kia họ không có. Thì thôi, bạn hiểu rồi đó. Nên là tại sao có những như người có thể là xinh đẹp thật đó, nhưng mà cái cuộc đời của họ sao mà gian truân như vậy, rồi nhiều đời chồng như vậy, rồi vất vả như vậy, về cuối đời họ phải gọi là tha phương cầu thực như vậy, rồi họ có những cái scandal rất là lớn phá hủy toàn bộ cuộc đời của họ. Rồi có những người thì có thể là mất sớm, tự tử chẳng hạn. Thì các bạn thấy như thế nào? Thì mình nghĩ là mình khi các bạn xem hết video này, các bạn sẽ hiểu. Và các bạn, cái quan trọng các bạn phải ngẫm. Tại vì cuộc đời mình vẫn có thể thay đổi được, số mệnh của mình thay đổi được. Ngày xưa Nguyễn Du có một câu trong truyện Kiều, đó là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nếu mà mình thực sự mà mình chuyên tâm chăm sóc những cái hành vi và thái độ sống của mình chuyên tâm làm cho cái cuộc sống của mình nó tươi đẹp, và làm những cái việc tốt, việc thiện lành, thì chắc chắn là những cái rễ cây, những cái thân cây và những cái lá cây của mình nó sẽ thay đổi và nó sẽ phát triển thôi. Và nó sẽ tươi mới hơn. Còn bản thân cái gốc rễ của mình không đổi, thực sự bạn có thay đổi cái lá cây có hàng đến trăm ngàn lần thì cái số mệnh của bạn thực ra nó có thay đổi, nhưng nó thay đổi rất là ít hoặc là nó xấu đi. Thế là mình làm cái video này hy vọng là các bạn sẽ hiểu thêm về nhân tướng học, các bạn sẽ hiểu thêm về cái số phận và cuộc đời, để mình bớt, thứ nhất là bớt khẩu nghiệp, bớt thị phi, bớt những cái gọi là cụ thể, ví dụ như comment lung tung chẳng hạn. Cái việc mà bạn comment một cái comment, hoặc là chửi rủa người ta, hoặc là xấu, nói xấu, hoặc là
bạn không mang được cái gì tốt, không khen, không nói được thì thôi. Chứ còn bạn làm những cái đó là những cái gọi là những cái gieo những cái gọi là những cái hạt giống bắt đầu nó không tốt. Cái những cái hành vi và thái độ sống nó không phải là việc các bạn nói ra là gì, mà đó là những cái việc bạn nghĩ ra là gì. Đó cũng chính là việc bạn viết xuống là gì, bạn nhận xét đó là gì. Đó, hoặc là đó là những cái mà không phải là chỉ cần nói ra đâu, mà lời nói và hành động. Cái lời nói ra nó là quả rồi, chứ không phải là, nó không phải là cái nhân nữa. Nên là phải bắt đầu chú ý, hãy bắt đầu xây dựng, sửa gốc rễ của mình, sửa những cái gọi là thân cây của mình, cốt cách của mình ra làm sao, lời nói, hành động như thế nào. Thì chắc chắn mình tin chắc với các bạn là cái cuộc đời của bạn sẽ có sự đổi thay. Ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt, ai cũng mong muốn có một cuộc đời tốt. Không có ai mong muốn đời mình khổ hết á. Nhưng mà đôi khi có những cái gọi là tại sao mà bạn không có vượt qua được những cái khó khăn đó, và tại sao cái người đó nó họ không thay đổi được, tại sao họ sống tốt vậy, họ vẫn khổ như vậy. Nó có rất là nhiều lý do. Và dần dần mình sẽ làm nhiều video hơn. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì hãy cho mình biết ở dưới cái video này. Và các bạn, ý kiến của bạn như thế nào về video của mình? Mình cũng rất là mong nhận được sự nhận xét của các bạn trong video này. Và mình hy vọng là nếu mà được sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ ra nhiều video hơn để nói cho các bạn sâu hơn, nhiều về cái chuyên sâu về nhân tướng học ấy. Nó không chỉ là bộ vị ở bên ngoài mà nó còn là gốc rễ ở bên trong nữa. Và chính là sửa những cái gân xương cốt cách, những cái giọng nói, ánh mắt của mình, nó quan trọng hơn là sửa về bộ vị ở bên ngoài. Ok, video cũng dài rồi, mình sẽ kết thúc video. Trời ơi, nói nhiều quá. Nói ngọng rồi. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có ý kiến nhận xét gì hãy cho mình biết nhé. Và nếu các bạn thích thì mình sẽ làm nhiều video về chủ đề này hơn. Thank you for watching and goodbye and have a good day.